Một thời gian dài, các ngân hàng của Canada tương đối thoải mái cho người dân vay tiền mua nhà. Khi mua, khách chỉ phải trả trước 20-30% trị giá căn nhà. Số còn lại trả dần trong 20-30 năm. So với chịu lãi ngân hàng và đi thuê nhà, thì mua nhà có lợi hơn. Vì vậy, khuyến khích người dân mua nhà và góp phần làm giá nhà tăng. Giá nhà cứ tăng hàng ngày, hàng tháng. Tại vì em là một người mới định cư, thì em cũng muốn là mua nhà để ổn định cuộc sống. Vì thế mà trong mấy năm gần đây em cũng tìm hiểu để mua, và năm em cũng mua đầu năm nay. Thì sau khi mà em mua xong ấy, thì bắt đầu cái đợt làn sóng cao nhất, tăng cao nhất. Thì đến hiện tại thời nay thì được khoảng 6 tháng rồi thì tăng khoảng 10% cái nhà mà hiện nay em đang mua. Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết trong một năm qua, giá nhà tại đây tăng hơn 25%, từ khoảng 9,7 tỷ đồng một căn lên hơn 12 tỷ đồng. Có những căn giá tăng gấp đôi sau một năm. Chính phủ Canada đã đưa ra một loạt chính sách như thắt chặt điều kiện vay ngân hàng mua nhà, xây thêm nhà mới, đánh thuế đối với một số khu vực. Nhưng hiệu quả thì vẫn cần thời gian. Nếu bạn là người nước ngoài thì bạn phải đóng 15% thuế dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên thì chính phủ cũng có cái quy định là nếu như trong thời gian nhất định, nếu như bạn đạt được các tiêu chí họ đưa ra thì họ sẽ trả lại cho bạn 15% đó. Ví dụ như là sau khi mua nhà trong thời hạn 4 năm, nếu như mà bạn có được cái PR, tức là có được cái thẻ thường trú nhân, thì họ trả lại 15% đó. Hoặc là các cháu sinh viên chẳng hạn, họ mua nhà xong là đi học liên tục 2 năm liền, thì họ cũng trả lại cái 15% đó. Và trường hợp thứ ba nữa là nếu như bạn là người nước ngoài, bạn mua nhà, nhưng mà bạn có cái work permit, tức là được phép đi làm hợp pháp ở đây, thì bạn đi làm full time 1 năm, thì họ cũng trả lại cái tiền đó. Canada có kế hoạch nhận thêm 1 triệu người nhập cư trong 5 năm tới. Riêng năm nay, đã có 40.000 hồ sơ của sinh viên vừa tốt nghiệp đại học được cấp thẻ thường trú. Nhu cầu mua nhà được dự báo là vẫn lớn tại Canada. Kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, kinh tế bắt đầu có sự phục hồi. Đây là những lý do cho thấy thị trường địa ốc tại Toronto, Canada chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong thời gian tới. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Toronto, Canada.